Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin từ các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sau MV How You That, Blackpink đã chuẩn bị tái xuất đường đua âm nhạc với MV Ice Cream, hợp tác cùng với Selena Gomez. Những hình ảnh poster đầu tiên của Blackpink lần lượt được YG tung ra, không chỉ tò mò về âm nhạc, người hâm mộ còn xôn xao với phong cách mới của các cô gái. Tạo hình tóc hồng của Jennie trong poster đang làm fan xỉu lên xỉu xuống vì quá đẹp. Cuối cùng, Blink cũng được dịp so kè nhan sắc của Blackpink trong màu tóc hồng. Jennie trong poster Ice Cream. Cộng đồng Blink thật sự nhận một cú lửa to tướng vì hóa ra thành viên tóc hồng trong đợt quảng bá lần này không phải Rose mà là Jennie. Sáng 25 tháng 8, YG tung poster của Jennie trong MV Ice Cream. Người hâm mộ liền bùng nổ vì phong cách tóc hồng, cột hai chùm của Jennie quá đỗi xịn sò. Thậm chí Jennie còn để mái, điều trước nay fan hiếm thấy. Phong cách này của Jennie làm visual của cô nàng thăng hạng hơn hẳn. Tất nhiên ai cũng biết rằng công chúa nhà YG đang đội tóc giả mà thôi, nhưng phải công nhận rằng màu này rất hợp với Jennie. Ngoài tóc nâu, đen hay là bạch kim, Jennie còn siêu hợp với màu hồng. Trông cô nàng như búp bê sống với mái tóc màu này vậy. Hashtag liên quan đến Jennie tóc hồng cũng nhanh chóng đạt top 1 trending toàn cầu, leo lên hot search trên mạng xã hội Weibo. Lisa trong MV How You Do That. Ngay trước Jennie còn có Lisa, em gái quốc tế cũng từng đội tóc giả màu hồng trong MV How You Do That của nhóm. Có điều, Lisa được ekip make up theo kiểu sắc sảo cá tính, chứ không theo style trong veo như Jennie. Đây cũng là một trong những màu tóc ấn tượng nhất mà Lisa từng diện. Trong MV How You Do That, hình ảnh của nữ thần tượng khi ấy được ví như cô tiểu thư đầy cá tính. Tuy đây chỉ là tóc giả, nhưng fan cho rằng hoàn toàn hợp với Lisa. Nhiều người còn kỳ vọng rằng em út Blackpink sẽ thật sự nhuộm tóc màu này. Jisoo trong MV Do Do Do. Trong khoảng thời gian Do 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 làm mưa làm gió thị trường âm nhạc cũng là lúc mà Jisoo được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Còn nhớ đợt Blackpink ra mắt MV Do Do Do, Jisoo cũng khiến các fan bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bóp màu hồng rồi make up cùng tông. Đây vốn là kiểu tóc kén mặt kén style, nhưng nhờ sở hữu visual đỉnh cao nên Jisoo tất nhiên là cân đẹp. Vốn dĩ đã là visual của nhóm, Jisoo khi để tóc hồng lại càng tỏa sáng hơn nữa. Không ít fan còn tiếc nuối vì màu tóc này của Jisoo chỉ là tóc giả. Rose nhuộm thật. Và trong khi ba chị em còn lại vẫn phải chịu kiếp đội tóc giả, thì Rose là thành viên duy nhất của Blackpink từng nhuộm tóc hồng. Hai năm trước, mái tóc hồng pastel của cô nàng thật sự khuấy đảo cộng đồng mạng. Màu này không chỉ trendy hợp thời mà còn cực kỳ match với tông da của Rose. Chỉ tiếc rằng đây là màu nhuộm tẩy nên nó cũng chẳng bền màu lắm. Dù vậy, fan cũng rất tha thiết được nhìn thấy Rose nhuộm lại màu tóc này như ngày xưa. Rose được đánh giá là nữ idol cực kỳ phù hợp với tóc màu sáng. Visual của cô nàng đã làm fan chết mê chết mệt. Giọng ca chính của Blackpink hẳn là cô gái thay đổi nhiều màu tóc nhất nhóm và màu nào cũng là một tuyệt tác. Bạn ấn tượng nhất với mái tóc hồng của cô nàng nào trong 4 cô gái hắc hương? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé!